chúng ta đã cùng về thăm Hà Nội ngày tháng cũ. Bây giờ chúng ta cùng về miền Trung thơ mộng. Ở đó có sông Hương, có núi Ngự và có Phá Tam Giang. Phá Tam Giang một địa danh nổi tiếng mà người lính chiến không thể quên được. Ở đó, người lính gác dặn luôn nhớ về hậu phương Sài Gòn. Nơi đó có người yêu bé bỏng, cũng đang nhớ về người yêu lính chiến phương xa. Cặp song ca Như Hương và Sĩ Tuấn xin đến với quý vị qua ca khúc Chiều Trên Phá Tam Giang, một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thank you.
mang.